Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa Ẩm Thực. Nếu cha mẹ chết đi, người đó trở thành mồ côi. Nếu vợ hoặc chồng chết đi, người ấy trở thành góa. Nhưng không có từ nào để nói về việc con trẻ chết đi cả. Vì nỗi đau ấy quá lớn để gọi thành tên, để có thể đạt được cho một cái tên. Và giờ đây, cô NTP, mẹ nạn nhân Quy, đang phải đau đớn trải qua những ngày dằn vặt khi nghĩ về con mình. Kể về lần cuối nói chuyện với con vào ngày 2 tháng 11, cô P cho biết, tối hôm đó, hai mẹ con nói chuyện qua điện thoại. Quy nói mẹ yên tâm con về ngay bây giờ đây. Đến 24 giờ, tôi lo lắng gọi điện cho con nhưng không được. Chưa bao giờ tôi gọi điện con không nghe máy. Nhưng hôm đó, gọi mấy cuộc con cũng không nghe. Tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ nhưng không thấy con về. Tâm trạng bất an, cô gọi điện cho bạn hỏi là Quy. Về lúc mấy giờ, đi đường nào rồi tôi lấy xe ra đi lang thang tìm con. Lúc đến đường Hai Bà Trưng, cô P nhận được cuộc gọi của bạn Quy, hỏi biển số xe nên đã nhận ra và vội đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Tôi ra đến nơi thì con đã nằm ở đó rồi. Theo cô P, con gái là người rất hiền lành, ngoan ngoãn, không biết đòi hỏi bố mẹ bất cứ thứ gì. Hiện Quy làm công việc chụp ảnh và được mọi người rất quý mến. Đợi qua ra Tết thì hai gia đình tính chuyện, nhưng giờ con tôi không còn nữa. Cô P nói và cho biết, mấy ngày hôm nay bạn trai Quy rất buồn và thường tới vào buổi sáng ngồi trước di ảnh bạn gái trò chuyện. Cô Nguyễn Minh Thúy, dì ruột Quy chia sẻ, Quy từ bé đến lớn là người con ngoan hiền, không biết đòi hỏi. Khi nghe tin cháu mất, tôi bị sốc, không thể chịu nổi. Hồi cấp 3, bố mẹ muốn mua cho Quy chiếc xe đi lại. Quy nói muốn giữ lại xe đạp đi và mong muốn bố mẹ mua cho chiếc máy ảnh để thực hiện ước mơ. Đây là lần đầu tiên cháu hỏi xin bố mẹ. Theo cô Thúy, gia đình mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc công tâm, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sự việc xảy ra với cháu tôi, gia đình rất đau xót. Chúng tôi không mong muốn những sự việc tương tự xảy ra với những gia đình khác. Ngoài ra, trên mạng xã hội, cô P cũng có một bài viết rất dài tâm sự về những cảm xúc dồn nén trong lòng. Cô khẳng định rằng mình chưa nhận được bất cứ lời hỏi thăm nào từ gia đình đám trẻ trâu đua xe đã gây tai nạn cho con gái. Lời nói đầu tiên cho con, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất của gia đình con, em tới tất cả ông bà, cha mẹ, gia đình, bạn bè và tất cả mọi người, dù quen, dù không quen, trong hai ngày qua đã luôn sát cánh động viên gia đình con, em, để gia đình có thể vượt qua nỗi đau quá lớn này. Giờ cho con, em lấy tư cách một người mẹ mất con, xin gửi lời cảm tạ đến tất cả mọi người trên mạng xã hội, dù là quen biết hay không quen biết. Khi nghe tin các trang báo mạng đưa tin về việc của con bị các bạn trong đội đua đâm vào, rồi bỏ con em bơ vơ, nằm lại đó. Gia đình em thật sự xúc động vì tình cảm mọi người dành đến cho gia đình em. Cảm ơn các báo mạng đã đưa tin đòi lại sự công bằng cho con em. Khi gia đình em còn đang bối rối và lo công việc cho con, thì mọi người đã giúp em hai ngày qua đòi lại công bằng cho con em. Khi em lo cho con xong một đoạn ngắn đường, màn đêm tĩnh lặng đủ để cho em ngồi lại và đọc hết tất cả lời động viên. Lời đòi lại công bằng cho con em, thật sự em rất rất cảm động. Cảm ơn cả nhà. Đôi lời tâm sự cùng con gái thân yêu của mẹ. Từ khi con còn bé đến giờ, con luôn ngoan ngoãn, sống với em chan hòa. Bao năm con thui thủi một mình. Ngoài mấy bạn gái rủ nhau đi chơi uống nước, thì đi đâu con cũng rủ mẹ. Mẹ toàn mắng yêu và động viên con. Mẹ không muốn con cứ một mình đi, một mình về như thế. Con là con gái, ngoài tình yêu thương của gia đình, con cần có được sự yêu thương của người yêu con và con yêu lại. Để tận hưởng được cảm giác yêu nó tuyệt thế nào, để cảm nhận lúc cãi nhau nó buồn đến ra sao và con đã tìm được người bạn, con đã chọn. Dù thời gian không quá dài, nhưng mẹ cảm nhận được con luôn hạnh phúc, vui vẻ thời gian qua. Con đi đâu về là con đều tâm sự với mẹ. Con kể gia đình bạn con đã coi con như người nhà, yêu quý con rất nhiều. Mẹ cũng cảm nhận được sự yêu thương của gia đình bạn con khi mẹ gặp mặt mẹ bạn. Giờ thì con đã không đủ phước phần để được về nhà bên đó. Bạn con cũng đồng hành với gia đình hai ngày qua để cũng lo cho con chặng đường cuối. Mẹ và bạn con được ở cùng con hết 49 ngày. Sau đó, con hãy buông bỏ nương theo tiếng kinh kệ để về bên cõi Phật. Nương theo chốn an lành, con phiêu diêu tự tại. Không vấn vương cõi tạm nữa, con nhé. Dù ở cảnh giới nào thì con cũng thật an nhiên con nhé. Giờ thì con mãi là con mẹ chỉ một mình mẹ. Con mãi xinh đẹp ở tuổi 28. Mẹ đã rất tiếc khi con rủ mẹ đi xem Anh Trai Say Hi để ủng hộ một người bạn của con. Giờ mẹ thật sự rất muốn đi cùng con đến bất cứ đâu. Con muốn đến, muốn được hàng ngày đưa con đi làm để tối đến con được người con yêu đón về. Nếu có kiếp sau, xin được làm mẹ của con thêm một lần nữa, con yêu nhé. Mẹ biết con yêu thương cả nhà và lo lắng cho mẹ nhiều nhất. Mẹ đã làm khổ cả nhà vì giúp một số bạn bè mà mắc nợ vào thân. Bao năm qua, con đi làm đều đưa hết lương cho mẹ. Cần gì là con xin mẹ hay con lấy tiền từ những buổi con đi chụp xa cho các chị mẫu. Con khoe mẹ con gửi tài khoản hết tiền lương, vào đó họ trả lãi có được mấy chục. Con đã cười tươi khoe mẹ, thì mẹ đã thấy mình làm đúng, không cầm tiền của con để con tự quản tiền của con. Bao năm nay mẹ đều cảm ơn ông trời. Dù mất hết tất cả tay trắng làm lại, nhưng mẹ được đền bù bởi ba người con ngoan ngoãn, hiền lành, xinh trai đẹp gái. Em trai con còn ít tuổi nên còn mải chơi nhưng cũng ngoan. 20 tuổi mà xin mẹ đi chơi, mẹ không cho là cũng không dám đi.
Vậy mà giờ đây ông trời không thương xót mẹ, để con rời xa mẹ và gia đình. Con đến nơi nào đó trên vũ trụ này, con đã rời xa chốn bình yên có tên gia đình, thì con phải chọn chốn thật bình an hơn, con yêu của mẹ nhé. Cả nhà yêu thương con và sẽ nhớ về con. Cuối cùng em xin gửi đến tất cả báo đài mạng và cộng đồng mạng, hãy giúp đỡ gia đình em, cùng đồng hành với gia đình em đi tìm công bằng cho con em. Tất cả mọi người trên mạng xã hội dù quen hay không quen biết, khi biết tin con ai cũng đau xót mà gửi lời động viên đến gia đình em. Nhưng tuyệt nhiên không ai trong gia đình các bạn trong đội đua đã đâm vào con em, gửi đến gia đình em, dù là một lời động viên hay đến thắp nén hương cho con em. Chỉ khi gia đình em trên đường từ Nghĩa Trang Văn Điển về, thì mới có anh công an gọi điện báo bên gia đình họ muốn qua nói chuyện. Em không muốn ép ai vào đường cùng, nhưng những việc làm sai trái cần có pháp luật can thiệp. Con họ còn có cơ hội làm lại, nhưng con em chỉ còn bên em 49 ngày để được nói lời yêu thương con em. Sau này nhớ con, em chỉ còn lại những tấm ảnh mãi không lớn và không già đi của con em. Có em sợ ở một mình lắm mà giờ thì. Đau xót quá, cả nhà cùng giúp em nhé. Em cũng tin vào pháp luật, sẽ lấy lại công bằng cho con em ra đi thành thản. Em còn hai mẹ già để báo hiếu và hai con để lo lắng lên em không thể không có trách nhiệm. Mẹ rồi cũng có ngày bỏ cõi tạm tìm về bên con. Chỉ là mẹ đi sau con chút, mẹ và cả nhà sẽ sống tốt, con yên lòng con yêu nhé. Cả nhà yêu thương con.